điểm. Thêm một voi nữa cho cái thủ Hồng Anh. Alo, quay trở lại trận đấu thi đấu đầu tiên thôi màn hình máy của BB. Bình thường thì BB là hay ép đời 9 kích 3, nhưng mà bây giờ anh đánh cung một bài đầu tiên và thấy BB kích 9 rưỡi đời 2. Một bài chỉ có con hiêu đến từ BB thôi. Đang khai thác 3 bầy hiêu để có thể lên được đời. Thế Anh Thái Bình, một trong những game thủ đã được xuất sắc lọt vào 4 người, có thể đối diện 4 người đặt cách. Cũng là một game thủ cũng khá cứng. Anh thắng lại vòng 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 qua tí này. Đường Văn Thâu. Hôm qua Thế Anh đã xuất sắc để thắng tí để có thể hôm nay có thể có suất trong 4 người. Có thể thi đấu với Trung Quốc. Một bài BB nên đời muộn hơn Thế Anh là khá nhiều. Liệu lợi thế có dành cho Thế Anh không? Quay trở lại trận đấu này thì BB là một bài kích 12, khá muộn cho BB. Trận thi đấu đầu tiên này không biết BB có vượt khó được không. Khi đây chỉ là kèo solo cung giờ thôi. Nếu mà doan đôm thì hơi nhiệt với bài này.
Ra rất nhiều ruộng đến từ BB, gỗ là rất nhiều, gần 500 gỗ đến từ BB. Một bài siêu trần lực về gỗ. Như vậy Thế Anh đã lên đời rồi. Như vậy sẽ hơn BB ít nhất là một tơn giờ đầu. Nếu mà tơn giờ đầu của Thế Anh mà đi hiệu quả đúng nhà của BB thì BB sẽ... thì Thế Anh sẽ lợi thế rất nhiều. Còn ngược lại nếu mà đi không đúng hướng thì coi như là lên đời ngang nhau thôi. Nhưng mà vẫn lợi hơn một tơn giờ. Lợi thế lên đời dành cho Thế Anh, không biết Thế Anh có tận dụng được không. Bài của BB thì đã khá kín. Trở lại trận thi đấu này, BB vẫn đang bị ốp A, nhưng mà tên này liệu BB có đỡ được không? Thế Anh thì đang ken BE và BA của BB, nhưng BB sẽ vẫn đỡ được nhà tên này thôi. Đang bị ốp A rồi. Ốp A đến từ Thế Anh. Một trận lên đời, BB lên đời muộn hơn. Trở lại trận thi đấu này thôi. BB vẫn đỡ được nhà. Tham cái ông BB đang có lợi thế cơ. Cứ tưởng là tươi. Cứ tưởng BB trở lại 12:30, gần 12:30 kích, tưởng tươi, bây giờ tham mai BB đang đè lại. Như vậy là Thế Anh đã di sai rồi, rất bất ngờ đến từ BB. Tưởng chừng một trận đấu BB phải vượt khó nhưng mà lại rất nhẹ nhàng có thể chiến thắng trong trận thi đấu này. Nhà thì rất gần nhau, lên đời sớm hơn, lợi thế hơn, nhưng Thế Anh vẫn để BB bật trong trận thi đấu này. Hơi đáng tiếc cho Thế Anh.